con cào cào, trời ơi. Con gì ba đầu sáu đuôi là con 36. Trời ơi. Bây giờ thì hai bạn Thi Trí sẽ lên đây để nhấn chuông giành quyền ưu tiên trả lời ha. Đội hồi nãy là mình thắng đúng không? Mình có quyền đổi, mình không đổi đúng không? Dạ không. Rồi không đổi. Đội thua cuộc là phải đổi. Hay quá. La Thành. Chúc mừng La Thành, tình yêu của mình đã chiến thắng. Một câu trả lời đúng là 10 giây. Dạ. Càng trả lời nhiều thì các bạn có nhiều thời gian để kết người bạn của bạn thi lực. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu. Tên cộng đồng fan của ca sĩ Sơn Tùng MTV là gì? Nam Thư. Cái. Chính xác. Yes. 1234 cộng 1 bằng mấy? 1235. Chính xác, quá đơn giản. Hoàn chỉnh câu tục ngữ. Phúc bất trùng lai quả vô đơn chấm chấm. Chị. Chính xác. Quả vô đơn chị. Mã vùng điện thoại của thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? 028. Chính xác. Trời ơi. Ngạc ngư là tên gọi khác của con vật nào? Ngạc ngư là tên gọi của con vật nào? Ngạc ngư. Ngạc ngư á. Cái con. Con cá. Gì? Cá gì? Con cá ngạc. Không phải. Cá sấu. Chính xác. Trời ơi, đoán cũng trúng nữa. Người lười thích làm gì nhất? Làm biến. Chính xác. Vậy người ít nói thích làm gì? Làm thinh. Đúng rồi. Người nói nhiều không hợp lý. Lễ hội Halloween được diễn ra chính thức vào ngày nào? 30 tháng 10. Sai. Anh ơi, bảo đi. Anh ơi, đây một ngày nữa. 3. 31 tháng 10. Chính xác. Giỏi quá. A lớn hơn B, B lớn hơn C, thì A lớn hơn C. Đây là tính chất gì trong toán học? Tính chất gì? Bắt cầu. Chính xác. Loài động vật gì có tên là một con số? Loài động vật gì có tên là... 33. Chính xác. Yeah. Cái gì càng trắng càng bẩn? Cái gì càng trắng càng bẩn? Cái bảng đen. Chính xác. Hay quá. MV gửi anh xa nhớ của ca sĩ Bích Phương được quay ở đâu? Ây da. Rồi mày trả lời đi. Hội An. Hội An chính xác. Con gì ba đầu sáu đuôi? Con gì ba đầu sáu đuôi? Ba đầu. Hai. Một. Con quỷ. Con quỷ. Trả lời đi. Con gì ba đầu sáu đuôi? Con cào cào. Con cào cào, trời ơi. Con gì ba đầu sáu đuôi là con 36. Trời, trời ơi. Nhóm máu nào có thể nhận máu từ tất cả các nhóm còn lại? Ô ô ô. Không phải. Nhóm máu ô là nhóm máu cho máu. Ê, ba, đi, bấm đi. Hai. Bấm. Một. AB. Chính xác. AB. Một người nông dân có 20 quả cam. Anh ta bán đi tất cả ngoài 7 quả. Hỏi ta còn mấy quả? 7 quả. Chính xác. Yeah. Loại bánh gì không ăn được? Bánh gì? Bánh xe. Chính xác. Trong chuyện thầy bói xem voi, năm ông thầy sờ những bộ phận nào của con voi? Bộ phận nào? Ba. Dòi. Ngà. Tai. Đuôi. Chân. À, chính xác. Một người phụ nữ 45 tuổi thì hỏi người đó có bao nhiêu ngày sinh nhật trong một năm? Một. Mấy? Một. Chính xác. Ta có ngại thôi chứ. Quốc kỳ của quốc gia nào có hình lá phong? Canada. Chính xác. Yeah. Rồi, nước nào nóng nhất? Nước nào? 3, 2, trôi. Chính xác. 1 ơi cộng 2 ơi bằng gì? 1 ơi cộng 2 ơi bằng gì? 3. 3 ơi. 3 ơi, đúng rồi. Yeah. Yeah. Đại dương nào có diện tích? Diện tích. Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất thế giới? 3, 2, 1. Đại dương nào? Bắc Băng Dương. Bắc Băng Dương là một đáp án đúng. Quá. Thế vận hội mùa đông năm 2018 được tổ chức ở quốc gia châu Á nào? Beijing. Bắc Kinh. Bắc Kinh hả? Tầm 7. Korea. Hàn Quốc. Korea. Kamsahamnida. 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 Câu thơ cửa ngoài vội rủ rèm the, xăm xăm băng lối vườn khuya một mình là miêu tả Thúy Kiều gặp ai? Gặp ai? Kim Trọng. Chính xác. Như vậy là đội của Quốc Thuận được 9 câu hỏi. Các bạn có 90 giây. Chúc mừng. Còn đội của Vương Thanh là 14 câu. Wow. Các bạn có 140 giây.
Đó là thời gian để dành cho thành viên của đội mình thi lực. Còn bây giờ ta sẽ đến với phần thi lực của hai đội. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng trang bị. Ở đây là lần thử thách thứ hai dành cho thi lực của hai đội Khả Ngân cùng với Lê Dương Bảo Lâm. Đơn giản lắm các bạn. Mỗi quả bóng như vậy nằm ở trong vòng tròn quy định là các bạn nhận được 500.000. 10 quả bóng là 5 triệu. Nên nhớ là quả bóng phải để dưới cái gối nha. Dưới đầu gối. Dưới đầu gối nha. Rồi, để vô đi. Rồi. Rồi, để vô, để đến đây. Đội của Lê Vũ Lâm là 1 phút 30 giây. Đội của Khả Ngân là 2 phút 20 giây. Rồi, rồi. Chuẩn bị, thời gian bắt đầu. Rồi. À, ôi trời. Trời ơi, nó tưng đó Lâm ơi. Đẹp chứ. Cố gắng Lâm ơi. Hay lắm đó. 1 triệu rồi Thư ơi. Nè, 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 nè. Không có nhảy vô cái vòng. Không có nhảy vô cái vòng Lâm. Không nhảy vô vòng. Không được nhảy vô vòng. Em vô vòng là em lấy tay được rồi. Hiểu không? Không được nhảy vô vòng, lấy tay bỏ vô. Nó văng ra ngoài ráng chịu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ráng lên. Ráng lên Khả Ngân. Đó. Ê, tới đây nha, tới đây nha. Đừng ăn gian nha. Đúng rồi, chạm mức nha. Chạm mức. Cố gắng lên nào. Để bóng dưới đầu gối. Đâu rồi, Lê Dương Lâm. Qua mức luôn Lâm, qua mức luôn. Tình hình này khó coi vậy. Lên luôn, lên luôn. Trời ơi Lâm ơi, nó rớt rồi Lâm ơi, Lâm ơi. Cố Lâm ơi. Tốt. Lẹ lên, lẹ lên. Hưng. Còn 24 giây nữa. Lê Dương Lâm nắng lên. Vô vòng Lâm ơi, vô vòng. Rồi, đúng rồi. Không vô hoạch là dưới kia trừ đó nha Khả Ngân. Lê Dương Bảo Lâm là lực rất tốt, vỗ tay các bạn ơi. Lâm ơi, gắng lên. Hết giờ, hết giờ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Ok. Từ từ thôi em. Từ từ thôi em, từ từ thôi. Từ từ em còn tới 40 mấy giây đặng. Một trái banh là 500.000 đồng. Cứ đi đi, càng nhiều banh càng tốt. Banh bỏ đỏ tới vòng luôn. Mỏi rồi, đuối rồi, đuối rồi. Hay quá em ơi, hay quá em ơi. Từ từ em, từ từ hơn, từ từ thôi. Tới qua đây luôn, đúng rồi. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ráng lên, ráng lên. Mình đem toàn phần cho lên. Từ từ hơn, từ từ hơn. Cố lên. 14 giây 13 Trái đỉnh rồi. 2 lên luôn. 10 giây là có 1 triệu đó. Ok, ok. Một trái nữa thôi, một trái nữa thôi. 4 3 Không có đơn giản đâu mọi người. Nhảy về nó đuối lắm, sao nhảy tới xỉu luôn. Tiếp theo 2 4 3 11 à. 10 anh Giang. 11 có trái tròn lăn lăn lứt luôn á. Trái đó 10-11. Đội Quốc Thuận 10 trái bóng nhận được 5 triệu đồng. Chúc mừng. Phương Thành, từ từ để tôi đếm. Nhiều lắm chừng lộn. 2 4 6 8 10 12 14. Kết thúc cái lượt thi thứ hai này. Đội của Quốc Thuận có 10 quả bóng. Chúng ta nhận được 5 triệu đồng. Chúc mừng. Và đội của Phương Thành, chúng ta có tới 14 quả bóng. Các bạn có 7 triệu đồng. Tổng kết hai lượt tham gia chương trình, hai đội có số tiền như sau. Bao nhiêu? Đội Phương Thanh là có 8 triệu đồng. Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá. Vòng 1 có 1 triệu và vòng 2 mới nhiều phải không? À, còn đội của Quốc Thuận thì sao? Các bạn có 9 triệu đồng. Oh. Yeah. Quý vị đến với chương trình của tôi, các bạn sẽ nhận những niềm vui và đặc biệt là những món quà giá trị tiền thưởng rất là cao, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ giải lao vài phút quý vị nha.